Xin chào tất cả em. Buổi học hôm nay thì cô và các em đi nốt các bài tập còn lại ở trong sách bài tập của bài 14 của chương trình vật lý lớp 9. Chúng ta đang dừng lại ở bài 14.7 thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi các bài tập từ bài 14.8 đến bài 14.10. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập 14.8. Là một bếp điện được sử dụng với hiệu thế là 220V thì cường độ dòng điện I chạy qua dây nung của bếp là 6,8A. Ta có U này bằng 220V thì I nó sẽ bằng là 6,8A. Câu A là tính công suất của bếp. Công suất của bếp là P đúng không ạ? P thì bằng U nhân Y. Có 3 công thức tính P là U nhân Y, Y bình R hoặc là U bình R. Ở đây biết U Y thì chúng ta sẽ áp dụng công thức thứ nhất là bằng U nhân Y. Vậy nó sẽ bằng 220 nhân với 6,8. Thì nó sẽ bằng 1496. Đây là công suất của bếp, được chưa? Tiếp theo là mỗi ngày bếp sử dụng như trên trong 45 phút. Tính phần điện năng có ích mà bếp cung cấp trong 30 ngày. Biết rằng hiệu suất là bằng 80%. Vậy thì ta sẽ tính như sau. Câu B là thời gian sử dụng bếp trong 30 ngày. Các em phải tìm được thời gian thì chúng ta mới tìm được điện năng, đúng chưa? Thời gian sử dụng bếp trong 30 ngày. Mỗi ngày là sử dụng 45 phút. Đúng rồi, 45 phút. Vậy các em lấy 45 nhân với 30. Thì nó đã bằng 1.350 phút. Trong cái đơn vị của ta thì chúng ta phải còn đổi ra giây đúng không ạ? Watt thì chúng ta phải đừng giây. Vậy em nhân với cứ 1 phút là lại 60 giây. Vậy nó sẽ bằng 81. Lấy cái số này nhân với 60 thì nó sẽ bằng 81.000 giây. Vậy có công suất rồi, có thời gian rồi thì chúng ta sẽ tìm điện năng tiêu thụ bằng cách là A sẽ bằng P nhân T. Đúng chưa ạ? Điện năng tiêu thụ của bếp trong 30 ngày chúng ta cần tìm, đó là A sẽ bằng P nhân T. P của ta là bằng 1496 nhân với T là 81.000. Các em lấy 1496 nhân 81.000 thì nó sẽ ra 121 triệu. 121.176.000. Điện năng tiêu thụ trong 1 tháng, trong 30 ngày. Tuy nhiên thì người ta bảo là hiệu suất của bếp là 80%. Mà H bằng điện năng có ích chia cho A. A này là A toàn phần, chính là cái A này đây, chính là cái A này. Thì bằng 80%. Đúng không ạ? A có ích này chia cho A toàn phần, tức là toàn bộ cái điện năng tiêu thụ này, bằng 80%. Nên suy ra, phần điện năng có ích,
mà bếp cung cấp trong 30 ngày. Trong 30 ngày. Muốn tìm điện năng có ích thì các em sẽ có A có ích sẽ bằng A nhân với H, đúng không ạ? Vậy thì A của chúng ta là 121 triệu 176 nghìn nhân với hiệu suất là 80%. Vậy thì nó sẽ ra là 96.940.800. 96.940.800 dùng. Được chưa? Sau đấy thì em đáp số cho cô. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập 14.8. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập tiếp theo là bài tập 14.9. Để làm bài 14.9 thì chúng ta phải xóa toàn bộ bài 14.8 đi, bởi vì bài 14.9 nó khá là dài nên chúng ta phải xóa hết đi để chúng ta sang bài tập tiếp theo. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút nhé, thì cô sẽ xóa toàn bộ phần này đi. Có R1 và R2 bằng 12 ohm và 36 ohm. R1 bằng 12 ohm. R2 bằng 36 ohm. Được mắc song song và nghĩa thế thì có công suất tương ứng là P1 song song và P2 song song. Chữ S là ký hiệu cho P1 song song, P2 song song. Còn khi mắc nối tiếp thì cũng hiệu biến thế U như trên, thì công suất của mỗi điện trở tương ứng là P1 nối tiếp và P2 nối tiếp. Hãy so sánh P1 song song với P2 song song và P1 nối tiếp với P2 nối tiếp, đúng không ạ? Ta có trường hợp 1 là R1 mắc song song với R2. Hai cái này cùng mắc song song với nhau và mắc vào biểu thế U thì chúng ta sẽ có, lúc này ta có P1 khi mắc song song. P thì biết U và biết R thì chúng ta sẽ áp dụng là bằng U bình chia cho R1, đúng chưa? Vậy thì nó sẽ bằng U bình chia cho 12, đúng không? U bình chia 12. Còn chúng ta có P2 trong trường hợp mắc song song này thì nó cũng bằng U bình chia cho cái R2 và bằng U bình chưa biết thì cứ để U bình chia cho 36. Bây giờ là người ta bảo là gì? Mắc nối tiếp hai điện trở này cũng vào hiệu biến thế U như trên. Thì công suất của mỗi điện trở tương ứng là P1 nối tiếp và P2 nối tiếp. Vậy trường hợp 2
Trường hợp 2 là lúc này cái R1 nó lại mắc nối tiếp với cái R2 và cùng được mắc vào cái hiệu biến thế U. Đúng không ạ? Vậy lúc này ta sẽ có R tương đương. Ta có R1 nối tiếp với R2, suy ra R tương đương sẽ bằng R1 cộng R2, và nó lại bằng 12 cộng với 36 thì bằng 48 ohm. Được chưa? Y mạch cũng bằng Y1 bằng Y2, mắc nối tiếp nên nó bằng nhau hết. Được chưa? Vậy nó sẽ bằng U chia cho R tương đương. Vậy thì lúc này ta sẽ có P, P1 trong trường hợp mắc nối tiếp thì nó sẽ bằng là lấy Y1 nhân với R1, đúng không ạ? Y1 chính là bằng U sẽ bằng Y bình nhân R đi. Áp dụng công thức là P1 sẽ bằng Y bình nhân R, được không ạ? Y bình, Y bình đây, Y1 bình tức là U phần 48 tất cả bình. Đây P thì nó sẽ bằng Y1 bình nhân với R1, đúng chưa? Vậy Y1 bình thì nó sẽ bằng là Y chia 48. Đây tất cả bình, U chia 48 tất cả bình nhân với R1 tức là nhân với 12. Được chưa? Còn cái P2 khi mà mình mắc nối tiếp thì lúc này nó sẽ bằng Y2 bình phương nhân với R2, mà Y2 cũng bằng cái giá trị này tức là bằng U chia 48. Đây là Y2 bình phương thì tất cả bình lên nhân với R2 tức là nhân với 36. Sau khi tính như này rồi chúng ta sẽ đi so sánh rất là dễ. Ta hỏi ra là so sánh P1 song song với lại P2 song song. Vậy P1 song song thì bằng U bình chia 12, còn P2 song song bằng U bình chia 36. Thì ta có này, P1 song song thì nó sẽ bằng 3 lần P2 song song. Đấy. Vì sao? Vì U bình chia cho 12 thì nó sẽ bằng U bình chia cho 36 mà nhân với 3. Đúng không ạ? Đấy. Đây là cái P2 lúc song song. Đây là P1 lúc song song. Vậy cái này nhân với 3 lên thì 12 đúng không ạ? Cho 3 3 với lại 36 đúng không ạ? Thì còn 12 đây, đúng chưa? Vậy P1 song song nó sẽ bằng 3 lần P2 song song. Rồi người ta bảo là so sánh P1 lúc nối tiếp và P2 nối tiếp. Vậy chúng ta có như sau. P1 nối tiếp nhân với 3. Đấy, nhân với 3 thì nó sẽ bằng P2 nối tiếp. Đúng chưa? Vì sao? Vì là U chia 48 tất cả bình nhân với 12 rồi nhân tiếp với 3, đúng không ạ? Đây là P1 nối tiếp này, từ đây đến đây là P1 nối tiếp này, đúng không? Nhân với 3 lên thì nó sẽ bằng là U phần 48 tất cả bình. Hai cái này nhân với nhau thì nhân với 36, đúng chưa? Vậy cái này thì nó chính là cái con P2 nối tiếp, đúng không ạ? Từ đây đến đây bằng P2 nối tiếp. Vậy có phải là P1 nối tiếp nhân với 3 thì bằng P2 nối tiếp không? Đấy, như vậy là chúng ta so sánh xong câu A. Sang câu B. So sánh P1 song song với P1 nối tiếp
B. So sánh P1 song song. P1 song song với lại P1 nối tiếp. P1 song song đâu? U bình chia cho 12 bằng U bình chia cho 12. P1 nối tiếp thì lại bằng gì? U chia 48 tất cả bình nhân với 12. Vậy thì nó sẽ bằng nào? Cái này thì nó sẽ bằng là U bình chia cho 192. Đấy, U bình trên cho U trên cho 48 tất cả bình nhân với 12 thì nó sẽ bằng U bình chia cho 48 bình rồi nhân với 12. Vậy trẻ em rút gọn cái con 12 này với 48 bình. 48 bình thì nó sẽ bằng là 2304. Vậy các em chia cho 12 thì nó sẽ bằng 192. Vậy rút gọn thì nó bằng cái này đây. Vậy thì U bình chia cho 192 thì nó sẽ bằng là U bình chia cho 12 đây. Để như thế này nhá. Cái này này, cái này nhỉ, cái này lớn hơn cái này đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ bằng là U bình này chia cho 192 nhân với 192 chúng ta chia 12 nhé, tức là nhân với 16. Đấy, cái U bình chia cho 12 thì nó chính bằng U bình chia cho 192 rồi nhân với 16, tức là bằng cái này này. Nhân với 16 thì nó sẽ ra U bình trên 12. Từ đây thì em hãy suy ra là P1 lúc song song thì nó sẽ bằng 16 nhân với P1 lúc nối tiếp. Đúng chưa ạ? Đây này là P1 lúc song song này. Có phải nó bằng 16 lần cái giá trị này? Giá trị này có phải là P1 lúc nối tiếp không? Vậy P1 lúc song song bằng 16 lần P1 lúc nối tiếp. Tiếp theo là so sánh P2 song song và P2 nối tiếp. P2 song song thì bằng U bình chia cho 36. Còn P2 nối tiếp bằng U bình U chia cho 48 tất cả bình phương rồi các em nhân với 36. Vậy cái này thì nó chính bằng U bình này chia cho 48 bình này. Đấy, tất cả bình cơ, đúng không? Vậy thì nó bằng U bình chia 48 bình rồi nhân với 36. Vậy thì U bình vẫn giữ nguyên. Các em lấy 48 bình, các em rút gọn cho 36 xem được bằng bao nhiêu. 48 bình chia 36, vậy nó bằng 64, tức là bằng U bình chia 64. Vậy thì các em nhìn thấy hai số này này thì rõ ràng là cái số U bình chia 36 lớn hơn đúng không ạ? Lớn hơn thì các em phải biết là bằng U bình phần 64 nhân với một cái gì đấy. Được chưa? Vậy muốn nhân với cái gì đấy thì các em xem thử lấy 64 chia 36 xem thử. Thì nó bằng 16/9. Vậy nó lại nhân với 16/9. Đấy, vậy các em thử lại nhá. Các em thử lại lấy 64 này. Đấy. Vậy thì các em khi mà các em rút gọn nhá, các em rút gọn con 16 này với con 64 này, 16 chia cho 64 thì còn 4 đúng không ạ? Cái này rút gọn cái này bằng 4 đúng chưa? Mất cái 16 này đi, 4 nhân với 9 bằng 36, vậy nó bằng U bình chia 36 đúng không ạ?
Mà cái con u bình chia 64 này này, đây nó chính là con P2 lúc mắc nối tiếp đúng không ạ? Vậy P2 lúc mắc nối tiếp nhân với 16 phần 9 thì nó sẽ ra P2 mắc song song, đúng không nào? Vậy suy ra P2 mắc song song nó sẽ bằng 16 phần 9 lần P2 lúc mắc nối tiếp. Đấy. Và như thế là chúng ta vừa so sánh xong được câu A và câu B. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục so sánh câu C. Câu C là người ta yêu cầu các em hãy so sánh tổng công suất lúc mình mắc song song với tổng công suất lúc mình mắc nối tiếp nó bằng như nào, đúng không? Vậy để so sánh câu C thì cô sẽ xóa phần câu A câu B đi. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại một chút nhá, thì cô sẽ xóa phần câu A câu B đi. Câu C này, so sánh tổng công suất khi mắc song song sẽ bằng là u bình chia 12 cộng với u bình chia 36. Đây là lúc mà mình mắc song song. Lấy 1/12 cộng với 1/36 thôi. Vậy thì nó bằng 1/9, tức là các em đặt u bình ra ngoài này, trong khoảng sẽ là 1/12 cộng với 1/36. Đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ bằng là u bình nhân với 1/9, tức là bằng u bình chia 9. Tổng công suất khi mắc nối tiếp T nối tiếp thì nó sẽ bằng u chia 48 tất cả bình nhân 12 cộng với u chia 48 tất cả bình nhân 36. Vậy ở đây nó chính bằng là u bình chia 48 bình nhân với 12 cộng với u bình chia 48 bình rồi nhân với 36, phải không nào? Vậy chúng ta đặt u bình ra ngoài. Đặt u bình ra ngoài thì trong ngoặc nó sẽ còn là 12 chia 48 bình phương cộng với lại là 36 chia 48 bình. Thì nó sẽ bằng 1/48. Sẽ bằng u bình nhân với 1/48. U bình nhân với 1/48 tức là bằng u bình chia cho 48. Vậy từ đây thì ta có P lúc mắc song song chia P nối tiếp thì sẽ bằng u bình chia 9 bằng u bình trên 9 này, đúng không ạ? U bình trên 9 đây chia cho u bình trên 48, đúng chưa? Vậy thì nó sẽ bằng là u bình chia 9 nhân chia thì là nhân đảo nhân với 48 chia u bình, đúng không ạ?
Vậy 48 chia cho 9 thì nó sẽ bằng 16/3. Bằng 16/3. Như thế thì em sẽ suy ra là tổng cộng P song song thì nó sẽ bằng 16/3 tổng cộng P nối tiếp. Đấy. Và như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 14.9. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo là chúng ta sẽ sang bài 14.10, cũng là bài cuối cùng của phần này. Cô sẽ xóa toàn bộ phần này đi. Bạn nào cần đến trong video lại một chút nhé. Cho hai bóng đèn dây tóc có ghi là 6V 3W và 6V 2W. D2 là 6V 2W. Em theo dõi bài tập ở trong sách bài tập, đợi cô một chút để cô bơm cái mực một chút. Chúng ta quay lại bài. Đèn 1 là 6V 3W, đèn 2 là 6V 2W. Tính điện trở của dây tóc mỗi bóng đèn khi chúng sáng bình thường. Vậy câu A, ta có khi đèn sáng bình thường thì ta có P. Muốn tìm L khi biết U và P thì em sẽ áp dụng công thức là U bình chia L thì bằng P. Có 3 công thức nhưng mà liên quan đến P, U, R chúng ta sẽ áp dụng công thức này. Đúng chưa? Vậy suy ra L sẽ bằng U bình chia P. Vậy điện trở của đèn 1, điện trở dây tóc bóng đèn 1 điện trở của dây tóc đèn 1 chính là L1 bằng U1 bình chia cho P1. U1 bình tức là bằng 6 bình chia cho 3. 36, 6 bình là 36, 36 chia 3 thì nó sẽ bằng 12 ohm. Như vậy là L1 sẽ bằng 12 ohm. Điện trở của dây tóc đèn 2 L2 sẽ bằng U2 bình chia cho P2. U2 bình là 6 bình chia cho B2 chính là chia 2. 6 bình là 36, 36 chia 2 thì nó chính là 18 ohm.
Như vậy dây tóc bóng đèn 2 có điện trở là 18 ohm. Tiếp theo, cho biết vì sao khi mắc nối tiếp hai đèn này vào U 12V thì chúng không sáng bình thường. Vậy thì ta có câu B, muốn xem liên quan đến sáng bình thường, độ sáng thì chúng ta phải tính Y. Được chưa ạ? Y để nó sáng bình thường thì nó phải bằng Y định mức. Nếu mà nó nhỏ hơn Y định mức thì nó sẽ kém hơn bình thường, lớn hơn thì nó sẽ cháy, đúng không ạ? Sáng quá đấy, sáng quá thì chỉ dùng được một thời gian ngắn thôi mà sau đấy nó cháy đi. Vậy thì ta có là P thì bằng U nhân với Y. Nên suy ra Y định mức của đèn 1 sẽ bằng P1 chia cho U1 bằng 3 chia cho 6 thì bằng 0,5 A. Y định mức 2 thì nó sẽ bằng P2 chia cho U2. P2 thì nó bằng 2 chia cho 6 thì bằng 1/3 A, tức là gần bằng 0,33 đấy. Như thế là chúng ta vừa tìm xong được Y định mức của hai cái đèn, tức là hai đèn đấy sáng bình thường khi Y1 là bằng 0,5A, còn Y2 là bằng 1/3A. Vậy bây giờ chúng ta xem thử là mắc nối tiếp hai bóng đèn này, đúng không ạ? Vậy khi mắc nối tiếp đèn 1 nối tiếp với đèn 2 thì em sẽ suy ra L tương đương sẽ bằng R1 cộng với R2. Vậy R1 cộng R2 thì nó sẽ bằng 12 cộng với 18 sẽ bằng 30 ohm. Vậy lúc đó ta có Y ở trong mạch. Y mạch thì sẽ bằng U mạch chia cho R tương đương. Mà Y mạch là bằng U mạch người ta cho là 12 chia cho L tương đương là chia 30. Thì nó sẽ bằng 0,4. Vậy thì lúc này ta có đây, ta có Y trong mạch lúc này bằng 0,4 thì nó nhỏ hơn Y định mức 1, đúng không? Y định mức 1 là bằng 0,5 à. Y mạch bây giờ là bằng 0,4 thì nhỏ hơn, đúng không? Còn Y mạch bằng 0,4 thì nó lại lớn hơn Y định mức 2 là bằng 1/3 A. Nên là suy ra là đèn nó lại không thể sáng bình thường. Hai đèn không sáng bình thường. Nó phải bằng giá trị định mức thì nó mới sáng bình thường được. Khác, tức là lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì nó đều sáng không bình thường. Lập luận để chứng tỏ rằng có thể mắc hai đèn này vào cùng một cái biến, hai cái đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U nêu trên để chúng sáng bình thường, vẽ sơ đồ mạch điện, đúng chưa? Vậy thì câu C thì ta có là U1 cộng với U2, tức là nó
giống như kìa, thì nó chính bằng u của mạch. Đúng là U1 cộng U2 đúng bằng u mạch chưa? Mà ta lại có là I1 ở đây, I1 lớn hơn Y định mức 1 lớn hơn Y định mức 2, đúng không? Nên là chúng ta từ đây các em có thể suy ra, ta có thể mắc thêm một biến trở. Để hai đèn sáng bình thường, như sau, tức là U của cái Y1 thì nó lớn hơn Y2, vậy thì đèn 1 nó phải nối tiếp với cái hệ thống đèn 2 song song với R biến trở. Đấy, chúng ta sẽ mắc theo hệ thống này thì chúng ta sẽ thỏa mãn được là cả hai đèn nó sẽ sáng bình thường. Vậy chúng ta sẽ có sơ đồ. Sơ đồ mạch điện là chúng ta có đèn 1 này. Đây, nó sẽ nối tiếp với cái hệ thống là đây là đèn 2 này. Đèn 2 này nó sẽ song song với một cái biến trở. Được chưa? Vậy thì lúc này y qua đèn, đấy, y qua đèn nó sẽ là Y1 này, thì nó sẽ phân ra một phần là sang Y2, một phần là sang y biến. Vậy thì y đèn 1 nó sẽ bằng y đèn 2 cộng với y biến, thì nó sẽ không còn lớn hơn nữa, đúng không ạ? Đây, nó sẽ thỏa mãn như vậy. Đó sẽ thỏa mãn là Y1 nó sẽ bằng tổng hai cái này. Thì lúc đấy thì y đèn 1 nó sẽ bằng cái này này cộng với thêm một cái giá trị nào đấy nữa, thì nó sẽ thỏa mãn, đúng không? Sang câu D là tính điện trở của biến trở khi đó và điện năng mà nó tiêu thụ trong 30 phút. Vậy thì ta có Y qua biến trở thì nó sẽ bằng Y1 trừ đi Y2. Y1 chúng ta là bằng 0,5 trừ đi Y2, tức là trừ đi 1/3. Thì nó sẽ bằng 1/6a. Đấy, 1/6, tức là Y qua biến trở nó sẽ là 1/6a. Câu D. Điện năng mà nó tiêu thụ trong 30 phút, đúng không ạ? Thì ta sẽ phải đổi ra 30 phút thì nó sẽ bằng 1800 giây. Tức là phút thì em đổi về giây, đổi ra giây bằng cách lấy số phút nhân với 60 giây. Vậy thì sau khi biết Y rồi, biết được U rồi, cái này nối tiếp, hai cái này mắc song song đúng không ạ? Đèn 2 mắc song song với biến trở, suy ra U biến trở bằng U2, đúng không? Có này, ta có là R biến trở song song với đèn 2, suy ra U biến trở sẽ bằng U2 và bằng 6V, đúng chưa? Đấy, vậy thì ta sẽ có điện năng mà biến trở tiêu thụ trong 30 phút. Cô sẽ xóa cái phần này đi một chút, cô ghi lên đây nhé.
bổ sung con D lên đây, bổ sung cái phần con D này lên đây. Vậy điện năng biến trở tiêu thụ trong 30 phút, đúng không? Vậy điện năng mà biến trở tiêu thụ trong 30 phút, tiêu thụ cô viết tắt nhé. Cô đọc lại này, điện năng, vậy điện năng biến trở tiêu thụ trong 30 phút là, chúng ta có điện năng tức là A của biến trở thì bằng U biến trở nhân Y nhân T, U Y T. Vậy thì chắc là chúng ta xóa bớt cái phần bảng đi, chúng ta xóa bớt phần câu A đi nhé. Cô lại xóa phần câu A đi cho nó thoải mái một chút. Đến đây sau khi tìm được Y của biến trở rồi, biết được U của biến trở, biết thời gian rồi thì chúng ta sẽ có điện năng biến trở tiêu thụ trong 20 phút. Vậy điện năng biến trở tiêu thụ trong 30 phút là, người ta hỏi đến điện năng, tức là người ta hỏi đến A đấy. Vậy A thì lấy bằng U của biến trở nhân với Y biến trở nhân với T, đúng chưa? Vậy A biến trở sẽ bằng U biến trở thì bằng 6, Y biến trở là 1/6, T là bằng 1800, đúng không ạ? Vậy thì số 6 này chúng ta phải có 6 hết, vậy đó là 1800 joule. Vậy điện năng tiêu thụ chính là 1800 joule. Và sau đấy các em đi đáp số, đáp số các ý A, B, C vào, được chưa ạ? Trên đây là cô và các em chúng ta vừa đi nốt các bài tập còn lại ở trong sách bài tập của cái bài 14 là bài bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng. Các em hãy về xem lại một lần nữa toàn bộ những cái bài mà cô và các em đã cùng nhau làm trong bài hôm nay. Và những cái bạn dạng bài này mà các em làm nhuần nhuyễn thì các em không phải lo gì cái bài kiểm tra cả. Bởi vì kiểm tra thì nó cũng quay đi quẩn lại những cái dạng này thôi. Đấy, không cần phải lo nếu như mà các em làm đúng được tất cả những bài này. Và thậm chí là kiểm tra của em còn dễ hơn nữa, đúng không ạ? Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi các cái video bài giảng. Và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.